Toxic Love, tình yêu độc hại phiên bản TikTok 2024. Vào thời hiện đại, tình yêu độc hại đã phát triển tinh vi hơn những cái chúng ta vẫn thường nghĩ so với thế hệ trước. Trước đây, tình yêu độc hại biểu hiện rất rõ ràng như mối quan hệ một chiều, bạo hành thể xác hoặc tinh thần, sự thao túng tâm lý, kiểm soát thái quá, vân vân. Hiện nay, tình yêu độc hại mang một vẻ ngoài tranh xả và ngọt ngào hơn. Nó có thể ngược lại hoàn toàn so với định kiến của chúng ta về một tình yêu độc hại. Thậm chí, nó đang xảy ra trong chính những cặp đôi nổi tiếng mà các bạn thần tượng ở trên mạng xã hội. Sẽ khá khó tin nếu tôi nói với bạn rằng chính những người hay nói về mối quan hệ độc hại trên mạng xã hội mới chính là những người tạo ra sự độc hại trong tình yêu của thời đại này. Những người trông rất hạnh phúc trên mạng mới chính là người đem lại sự toxic cho tình yêu của bạn. Vậy, tình yêu độc hại đã biến tướng như thế nào? Làm sao để chúng ta nhận biết và thoát khỏi nó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả An Phạm đã được đăng tải trên website Spider Room nhé. Xin lưu ý rằng nội dung trong bài viết là quan điểm cá nhân của tác giả. Sự tinh vi của Toxic Love thời hiện đại. Tôi lấy một ví dụ kinh điển vào tròn 10 năm trước như thế này. Vào năm 2013, khi Yanbi đang là một cái tên rất hot với siêu phẩm Thu Cuối, thì bỗng nhiên xảy ra một cái phốt lớn. Anh ta đánh người yêu nổi tiếng Andrea của mình ngay trên phố đi bộ. Vào 10 năm trước thì chúng ta biết ngay như thế là một mối quan hệ độc hại. Chấm hết không có nhưng. Đánh người khác đã là độc hại rồi, chứ chưa nói là đánh phụ nữ hoặc là đánh người yêu của mình. Đây lại còn đánh ngang nhiên giữa phố. Đây quả thật đích thực là một mối quan hệ độc hại không cần bàn cãi. Ở thời điểm ấy, tình yêu độc hại được nhận biết một cách rất dễ dàng và rõ ràng. Vào 10 năm sau thì chúng ta ít thấy cái cảnh dãi nhau ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật của người nổi tiếng như vậy nữa. Một phần bởi vì bây giờ phương tiện truyền thông phát triển, ai cũng có smartphone, con người ta dễ lan truyền tin tức hơn và sự nghiệp của người nổi tiếng vì vậy có thể bay màu trong phút chốc. Mỗi nghệ sĩ lớn đều có ekip truyền thông chuyên nghiệp đằng sau xây dựng hình tượng, tiêu tốn một đống tiền và một đống thời gian để xây dựng hình tượng. Chẳng ai dại dột quăng tiền ra ngoài cửa sổ bằng cách đi đánh đập phụ nữ công khai ngoài đường như là 10 năm trước cả. Chưa kể, sự nghiệp có thể tan thành mây khói ngay trong thời khắc ấy. Để tránh các rủi ro tiềm năng, những người nổi tiếng thường sẽ có những hình ảnh bên ngoài của mình đẹp không tì vết. Tôi gọi cách truyền thông tin và xây dựng hình ảnh hoàn hảo như thế này là một kiểu cưỡng bức thông tin. Chính những cái truyền thông cưỡng bức thông tin, xây dựng hình tượng hoàn hảo cùng những mối quan hệ đi kèm như vậy khiến cho đại chúng có một cái nhìn vô cùng sai lệch về tình yêu đích thực. Sau đó mọi chuyện vỡ lở ra, chúng ta mới thấy tất cả chỉ là một vở kịch kỳ tài mà người nổi tiếng xây dựng lên vì tiếng và tiền. Điển hình như vụ scandal lộ tin nhắn gạ gẫm gái trẻ của anh Tú khi vừa mới lấy vợ không lâu với Diệu Nhi vào tháng 8 năm 2023. Đám cưới của Diệu Nhi rất phong bạt với nhiều khách mời nổi tiếng, khóc lóc có, chúc phúc có, tốn kém có, sáng tác cả một MV có luôn. Nhưng vụ lộ thông tin ra như vậy khiến cho người ta đặt một câu hỏi lớn. Đám cưới này liệu có chăng cũng chỉ là một sản phẩm truyền thông với mục đích không phải là tình yêu? Và người bị lừa lớn nhất không phải là Diệu Nhi, mà chính là chúng ta, những độc giả cả tin. Tin vào một thứ tình yêu xa xỉ màu nhiệm mà báo chí và mạng xã hội tô đắp lên mỗi ngày. Khoan nói về tính chính xác của scandal trên, thì chúng ta phải thừa nhận một sự thật rằng là luôn có hai mặt của cuộc sống. Kẻ lắm tài thì thường nhiều tật, kẻ đào hoa thì thường nhiều ống bướm. Bad thì không good, mà good thì không fun. Kẻ trông an toàn thì thường nhạt nhẽo. Nhưng mạng xã hội lại đang cố gắng tạo ra những hình ảnh một con người với hai thứ tốt xấu tách biệt ra nhau. Họ tạo ra những quy chuẩn về red flag, green flag, cũng như các định danh như là good boy, bad boy, fuck boy, trap boy, trap girl, good girl, food girl, vân vân. Sau đó, họ chụp mũ lên chính chúng ta và giao tiếp với chúng ta dưới góc nhìn đó. Con người phức tạp hơn chúng ta tưởng, chả ai tốt 100% hay là xấu 100%, luôn có cả tốt và xấu ở trong cùng một con người. Nhưng mạng xã hội hiện tại đang cố gắng tách biệt điều đó ra và cố gắng tạo lên một mẫu hình lý tưởng đẹp tới mức không thể tồn tại của người bạn muốn yêu, để rồi bơm thổi tô vẽ nó hàng ngày hàng giờ. Cái ảo tưởng của chúng ta về một mẫu hình không có thật ngày càng lớn. Khi nó đủ lớn thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống thật của ta. Với những kẻ chưa từng có người yêu, ảo tưởng này ngăn cản họ tìm được tình yêu vì cứ mãi theo đuổi một hình mẫu không có thật. Với những kẻ đã có người yêu, ảo tưởng này có thể gây tác động tiêu cực cho mối quan hệ của họ, bởi ta hay có xu hướng uốn nắn người yêu thành một kẻ khác không có thật, hoặc là cố gắng tìm kiếm ảo tưởng này ở những người khác trong khi đang có người yêu, hay còn được gọi là ngoại tình.
Từ đó một Toxic Love hiện đại đã thành hình một cách tinh vi và bạn chẳng hề nhận ra. Toxic Love hiện đại là hệ quả của sự phát triển quá nhanh, quá mạnh của mạng xã hội. Sự nhiễu loạn thông tin, sự thao túng, cưỡng bức thông tin của một bộ phận những người tự xưng là content creator của những tập đoàn truyền thông lớn. Kể từ bao giờ mà tình yêu đích thực lại được gắn với những trend kỳ quái như là tỏ tình bằng cách tặng iPhone hay là first date đi bằng BMW. Những thứ xuất hiện trên mạng chỉ là những thứ thị hiếu, dán mác tình yêu họ muốn thể hiện cho bạn xem. Những thứ đó vào lúc cần thiết thì lại chẳng quan trọng chút nào. Không có nó, bạn vẫn yêu bình thường. Vậy, điều gì là quan trọng ở trong tình yêu? Tôi nghĩ câu trả lời là biết tiêu chuẩn vừa đủ cho mình. Hãy biết đủ, nếu không bạn sẽ bị bội thực. Đừng ăn quá no, đừng yêu ai đó quá nhiều, đừng đòi hỏi ở người yêu bạn quá mức. Biết đủ, bạn sẽ hạnh phúc. Đừng tìm kiếm sự hoàn hảo họ rêu rao ở trên TikTok. Tình yêu được cấu thành bởi những thứ không phải là tình yêu. Love được cấu thành bởi non-love. Non-love ở đây là tình bạn, là sự tin tưởng, sự trung thành, sự bảo vệ, sự tôn trọng, sự thần tượng, sự chu cấp, tình dục, rất nhiều yếu tố. Vấn đề là ở chỗ, không có ai hoàn hảo thỏa mãn hết trọn vẹn tất cả những điều ấy cả. Chúng ta chẳng thể đợi đến lúc chúng ta hoàn hảo rồi thì mới yêu. Vì nếu chúng ta hoàn hảo rồi, thì chúng ta yêu làm gì nữa, phải không nào? Đừng bao giờ tìm kiếm sự hoàn hảo ở bản thân mình hoặc là bản thân người khác. Đó là một sự toxic. Hãy tìm hiểu con người của bạn. Hãy tìm hiểu con người của đối phương. Thế là có điều kiện cần rồi. Còn điều kiện đủ thì tôi cũng không biết. Mà tôi cũng đang đi tìm nó đây. Công cuộc đi tìm kiếm tình yêu giống như là công cuộc Columbus rong buồm đi tìm châu Mỹ. Không ai biết được châu Mỹ có tồn tại hay không. Nhưng ông ấy có niềm tin mãnh liệt vào một thứ gì đó. Ông có niềm tin vào một cuộc hành trình. Ông không lường trước được hết những khó khăn mà ông sẽ gặp phải trong cuộc hành trình. Và ông cũng chưa biết châu Mỹ hình dạng nó ra sao. Cái ông có duy nhất là sự tò mò và một niềm tin. Chính sự tò mò khám phá mới tạo ra tình yêu. Chính niềm tin khiến ông vượt qua khó khăn gian khổ. Chứ ông chẳng có mạng xã hội nào để bảo ông ta rằng châu Mỹ là ở đâu, hình dáng như thế nào cả. Chúng ta là những người đi tìm kiếm tình yêu. Có một số người thì công nhận điều này, một số người thì cố phủ nhận điều này. Ngặt nghẽo thay, những người cố phủ nhận việc mình đang đi tìm tình yêu lại là những người bị say đắm bi lụy trong tình yêu nhất. Họ là những kẻ thèm khát tình yêu hơn bất cứ ai, mà kẻ không nhìn vào sự thực sẽ không bao giờ tìm được true love. Hãy dũng cảm lên, quẳng hết mọi lo âu và những định kiến để tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Bài viết này chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đang xem những nội dung ở trên mạng và bị ngộ nhận rằng đó là tình yêu. Thực chất, đó là concept tình yêu người ta tạo ra trong não bạn. Họ tạo cho ta một niềm tin rằng ta cứ làm theo những điều đó và ta sẽ có được tình yêu. Thực tế không phải, tất cả chỉ là ảo ảnh. Và mỗi một mốc thời gian khác nhau thì ảo ảnh đó lại thay đổi theo thị hiếu. Nếu cứ yêu theo thị hiếu thì bạn chưa thực sự yêu. Rốt cuộc sẽ chỉ nhận lại được nỗi bất an. Họ hay nói ở đâu cũng có người this và người that. Kể cả chỉ có hai loại người là người này và người nọ, thì tình yêu cũng đã có hàng tá kiểu khác nhau. Vậy nên với dân số 7 tỷ người thì tình yêu trong xã hội đa dạng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đừng nên đóng khung nó với những thứ định kiến mà TikTok hay Facebook tạo ra. Những suy nghĩ kiểu như là quy tắc 3 tháng, không nhận lời yêu dưới 3 tháng, hay quy tắc 4 tế, kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế, vì nó thực sự rất toxic. Hãy yêu bằng cả trái tim của mình, yêu cả những gì không hoàn hảo của mình và của đối phương. Và đó là những chia sẻ cũng như phân tích của tác giả. Vậy ý kiến của các bạn về quan điểm này như thế nào? Hãy cho chúng mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên là để lại cho Spy Room một like, subscribe để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị sẽ được ra mắt trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!